1-0 cho Đường Thép, 1-0 cho Đường Thép, 1-0, 1-0 cho Đường Thép. Hai đội chuẩn bị. Điểm cho Đường Thép 2-0. Lý Kinh Chính còn một cơ hội cuối cùng. Vỗ tay cổ vũ cho Kinh Chính. Chưa, chưa, chưa. Trời ơi trời, chưa có còi. Chưa, 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 chưa. Phạm Luật, lần này nhắc nhở lần nữa là hai lần nha. Tôi rút thẻ vàng ông rồi đó. Nghe còi mới giao bóng, còi người ta mới tập trung, người ta nghe còi mà. Hai đội chuẩn bị. Điểm cho Đường Thép.